Ngày 20 tháng 7 năm nay đánh dấu 18 năm diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một trong những cuộc bức hại tín ngưỡng tàn khốc nhất, phi nhân tính nhất trong lịch sử nhân loại. Ít nhất 4.075 học viên được xác nhận đã bị bức hại đến chết trong cuộc đàn áp tính đến thời điểm này. Chính quyền Trung Quốc phong tỏa chặt chẽ những thông tin chi tiết về cuộc đàn áp, do đó hàng nghìn trường hợp tử vong nữa vẫn chưa thể được xác nhận. Hàng năm cứ vào thời điểm này, cộng đồng những người tập luyện Pháp Luân Công trên toàn thế giới lại tổ chức những buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của cuộc bức hại. Vâng, như các bạn thấy thì ở đây chính là những di ảnh của các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. Và chữ niệm cùng với nến và hoa sen hôm nay là tất cả những người có mặt ở đây chúng tôi muốn dành để tưởng niệm các học viên này. Còn trên đây là dòng chữ tiếng Anh, có nghĩa là chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Đó là tất cả những thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải trong buổi tối ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng kêu gọi các cái tổ chức quốc tế, các cái tổ chức nhân quyền cũng như là các cái cá nhân, những người yêu lương thiện hòa bình hãy cùng chung tay để kêu gọi yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt cái cuộc bức hại này. Xin cảm ơn.